Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Toro. Yeah. Thì mình không biết tại sao mà bình kim cương mà sao trong trận đấu ngày hôm nay mình lại có tới hai bình kim luôn. Đấy là bạn Theonat và bạn Alet. Vâng, mình nghĩ rằng thì Alet với cả Theonat này đánh cùng với một người nào đó. Không biết là Triệu Vân hay là Kyogre đây nữa, nhưng mà chắc chắn nó đánh cùng với một người kim cương. Và đi team 3 thì mới gặp mình. Úi giời ơi, khổ quá cơ, mình đi support đấy. Mình sẽ không đi rừng nha, mình sẽ không đi đường giữa, mình cũng không đi ADM, mình sẽ đi hỗ trợ trận đấu cho ngày hôm nay. Mình sẽ chơi về vị tướng Toro. Toro là một vị tướng đang được vừa mới được tăng một chút xíu sức mạnh nha mọi người. Tăng sức mạnh đấy. Mọi người biết tăng sức mạnh ở chiêu gì không? Đó chính là chiêu 2. Nó được cộng thêm thêm 2% máu. Dồi ôi ngon. Khi mà sử dụng chiêu ấy, nó sẽ được cộng thêm 2% máu. Toro trước đây nó khá là trâu bò, bây giờ thì nó còn trâu bò hơn một chút xíu nữa, ngon. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ đi vào rừng, mình đứng ở đây xem có ai có ý kiến ý cò gì không. Bên tem bạn có ai có ý định hành động gọi là cướp bóc gì không? Nếu mà ý định cướp bóc thì mình quánh luôn, không việc gì phải sợ đó cả. Làm gì đấy, làm gì đấy? À, con hàng của chúng ta đây rồi. Đầu tiên thì mình sẽ lên cho vị tướng cái này là huyết giáp nha. Đấy, khi mà hỗ trợ hoặc là hạ gục được đồng đội đối phương ấy thì nó sẽ được tăng thêm cộng thêm 20% hồi lại 20% máu cho mình. Ngon. Đúng rồi, ngon quá. Đúng rồi, đấm nó. Đấm nó. Ủa, làm gì vậy? Làm gì vậy anh? Đông thế. Làm gì mà phải căng thế nhở? Bình tĩnh thôi. AD ơi nè. Húc nó nè. Úi dồi ôi, AD. À đủ. AD đâu vậy? Oh, what the fuck? AD tên mình, bạn ấy đi vào khu rừng làm gì đấy? Khó hiểu nhỉ, đôi lúc mình cũng tưởng bạn ấy không còn thuộc về thế giới của loài người đấy cơ. Sao hỏa đâu rồi, yêu bay đâu rồi, đưa bạn ấy để trở về hành tinh của bạn ấy đi nào. Wow, thật là tuyệt vời. Bạn ấy được cấp 2 rồi đấy, ngon. Hồi máu luôn cho nó hồi lại dây chứ. Mình mà cứ để cái hồi máu thì biết bao giờ mới được hồi, đúng không mọi người? Chẳng may tí nữa mình hồi đi xong rồi tí nữa chạy thời gian mình lại hồi lại. AD bớt ngu đi. Vâng, bạn Alex tờ. Ủa, cái này là bạn đã đánh cùng nhau mà tại sao bạn lại chửi nhau nhỉ? Khó hiểu, mình phải bảo vệ cho nhau chứ đúng không? Đấy, mình phải bảo vệ cho nhau. Trời ơi, mình khuyên nhăn nhau. Bây giờ chửi thẳng mặt luôn vậy hả? Thế tí nữa này làm sao mà đánh cùng được? Khổ quá. Hai bạn bạch kim chửi nhau vãi lúa. Hai người chơi cùng nhau ấy, chắc chắn là chơi cùng luôn. Một hút này, chơi này, chơi này, chơi này, đâu rồi, bước ra đây. Toro là một vị tướng khi mà mình sử dụng chiêu ấy, nó không có thể bị làm choáng, cũng không có thể bị làm chậm được nha. Vì thế nên là, ui dồi ôi, rồi, kêu gót, ở đâu, Kret, Kret, tem bạn đang ở chiều cuối. Vâng, một cuộc chiến diễn ra không cân sức chút nào, tem mình đã bị hạ gục hai thành viên. Đùng chiêu, và cuối cùng thì Alex cũng chết luôn. Và một đấu ba. Một đấu ba và tem bạn đã kéo ra 3 đấu với 3 và tem mình chết sạch, không còn ai sống sót, thực là đáng quá. Chà, úc nè, húc nè. Trời ơi. Sao Alice tem kia có thể né được cái pha đó? Ảo diệu thế cùng nhỉ. Kinh thật đấy chứ. Không thể tin được. Vâng, vậy là cái trụ đường giữa tem mình đã bị hạ gục. Thôi xong rồi, trận này có nguy cơ gọi là nằm sấp mặt nữa rồi. Đen thế chứ nhỉ. Một húc này. Một húc này, làm sao, sợ chưa? Ê, 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 ê. Đấy, sợ ngay. Bạn mà dám ý kiến ý cò là mình húc tiếp đấy. Rồi xong, à đây ta mình chạy về nhanh lên. Về nhanh lên nào. Hay lắm. À, kêu gót bạn ấy đã giết được vị tướng á, nào có đôi tem bạn rồi, hay quá. Ngon, ngon nha. Rồi, biến về đi, biến về, tôi húc cho chết này. Này thì biến về này, này thì biến về này. Này thì biến về này, cứu mình với. I don't have the me. À, à, yeah, sống rồi. Trời, còn tí máu kìa. Alex trong bụi nè. Ui giời ơi, bạn ơi, đậu vọng, bạn làm gì đấy, bạn đứng làm gì đấy, nó trong bụi nè. Thua. Thế mà không nhìn thấy map luôn. Bạn có thể nào mà bạn mở đôi mắt ra bạn nhìn được không? Trời, nó còn tí máu, nó đứng trong bụi, nó biến về như thế luôn mà không ăn được. Thiệt là khổ quá cơ.
Mình cũng chả biết nói làm sao đâu, nhưng mà mình thấy bạn rất là tệ. Này, khổ. Húc nè. Chà. Một lúc nè. Úi giời ơi, gặp vị tướng Toru nó cứ đâm cho một cái đầu vào cái người, nó cứ gọi là sung sướng. Trang phục Toru đặc cảnh nha mọi người. Úi giời ơi, đông thế. Đông thế. Lên chơi. Nào, làm sao? Làm sao? Mấy anh mấy chị muốn làm sao? Bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Bơi hết đây. Quánh cho mùi sấp mặt luôn này. Húc nè. Húc nè. Ê, đau. Úi dồi ôi, xong rồi. Chả được gì, chết tươi. Trời ơi là trời, tay bên kia nó sung quá cơ mấy bạn ơi. Nó mạnh như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Chém nó, cứu gót chém nó. Chịu vân, uýnh nó. Đúng rồi, có cơ gì thế à? Cơ gì thế? Bạn Ali, bạn chát cái gì đấy? Bạn có thể ở chat đó đàng hoàng đầy đủ ký tự văn thư được không? Căng, trận này căng rồi đấy. Tem mình hiện tại đã bị nát 3 đường luôn đó. Mà tem đối phương còn nguyên 3 đường, chưa bị mất giọt máu nào trong trụ. Ôi giời ơi, sợ quá. Trận này làm sao bây giờ ta? Ừ. 39 rồi mọi người ạ. Ừ? Ốc gì? Ốc L à? Trời ơi, sao lại ốc L? Ủa, bạn Uti con đấy làm cái gì? Bạn Uti cái con châu nhất liên quân này làm cái gì? Húc cho một phát nè. Ê, một em nằm xuống. Này con đơn thương bạn ấy, nằm xuống rồi. Violet đâu? Bước ra đây. Quýnh nhau nè, solo nè. Trời ơi, Violet bên kia nó tốc biến phải đấy hên thế. Mình cố tình mình bay vào ăn chết Violet em bạn luôn. Thế mà chả ăn được. Đen. Quá đen luôn. Mình sẽ lên cho nó cái giày hộ vệ nha mọi người. Đừng lên giày kiên cường. Tại vì cái con tướng chất tướng của vị tướng Toro này thì nó đã có cái ấy rồi. Nó không thể bị làm chậm, không thể bị làm choáng rồi. Khi mà mình sử dụng chiêu ấy. Vì thế nên đừng có lên giày kiên cường làm gì. Không cần thiết đâu. Lên cái giày hộ vệ luôn. Cho nó chịu đòn, cho nó trâu bò. Trời ơi, bạn ấy kêu là hả ốc. Vãi cả lều chửi nhau thế. Đồng đội với nhau đánh kiểu gì? Gì đây? KLMM. Nó ganh tao sao mày không sao mày không hỗ trợ? Trời ơi, đúng là ốc L. Bạn kia bạn chửi nhau kinh thế nhỉ? Sao mà đồng đội lại chửi nhau thế nhỉ? Mời nhau vào mà. Chắc cái này là kết bạn ở trên mạng cho mà xem. Xong rồi gọi là chúng mình cùng hợp tác leo rank đây. Vô cái thì sao mày ong thế? Ong như thế này mà còn là chơi AD. Rồi ôi, chỉ cần phế vật cái chửi nhau luôn. Ganh từ đầu, tao thấy mày ngu rồi. Rồi ôi, ganh từ đầu là tao thấy mày ngu rồi. Đấy, đọc mình đọc đúng nguyên văn luôn. Ong là ê, địch lại quá đi. Rồi, mấy bạn nói chung là mấy bạn thích chửi nhau gớm ha. Mời nhau vào mà vẫn chửi nhau được. Không hiểu tại sao luôn đấy. Không, mời nhau vào trận đánh nhau vẫn chửi nhau được. Chà, lên trời. Đấy thì húc cho một phát nè, lên trời này. Này thì dính trưởng này, nằm xuống luôn. Tịch lá quá đi. Cái gì vậy, làm gì. Úi dồi, biết ai đây không, Toro đấy. Không biết trả đam, à đồ ngu. Trả lời bạn ấy trả đam là trả gì ta? Không, mình cũng chịu thôi. Ôi, kêu quá không ăn được AD đem nó kìa. Mấy bạn chửi nhau kinh quá. Đậm chất gọi là đậm chất là những người mà thanh niên gọi là lớn tuổi. Chửi nhau sùm lành hết lên trên. Đây là đồng đội với nhau ấy. Không phải có nghĩa là hai người mời nhau vào chơi cùng nhau ấy. Con lợn luôn hả? Trời, chửi tới con lợn luôn hả? Giờ óc thì tới con lợn luôn hả? Kinh vậy. Bạn Alistair này bạn kiểu như bị ức xúc, bức xúc. Đúng rồi, óc là
chửi nhau, con lợn dã có lời nhau thế. Ui, vui nhá. Hay là mình cũng tham gia mình chửi. Úi giời, cả hai đều óc ế. Ê ê ê, tịt là đá quá. Ô ô ô, húc cho một phát này. Lên trời, có cấp cứu đây. Hồi máu lên mà chơi nó. Hồi máu lên mà chơi nó. Cho nó húc cho một phát nè. Nè, có tên bạn kìa, đậu phộng. Chết nè, hư nè, hư nè. Rồi xong AD nó bị hạ gục, không thể nào cứu chữa được AD nữa rồi. Chà, hư nè. Trời ơi, làm sao mà chạy được đây bây giờ đây. Hải Long, Nagro đã bị hạ gục bởi cái trụ bắn quá đau. Alistair là người hạ gục. Chém nó, cứu gót đang quẩy. Trời ơi, thế là thoát rồi. Thế là thoát rồi, Triệu Vân với cả cứu gót chả làm được cái gì. Chém nó luôn đúng không? Ủa? Chém nó, chém nó, chém nó. Đúng rồi, cứ chém như thế cho mình. Triệu Vân chạy đi bạn ơi, cố lên. Vâng, Triệu Vân đã chạy thoát thành công. Anh ấy cầm cây thương anh chạy rất là nhanh. Đúng là Triệu Tử Long của khác, chạy như siêu nhân. Cứu gót đang quẩy. Ta mình có cứu gót đánh hay. Mặc dù nhiều lúc bạn ấy không được may mắn. Trời, nhìn con Toro nó đi, cái tướng nó đi của nó. Nó giống như là đại ca ấy nhỉ, đi đùng 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 đùng. Không phải, đây không phải đại ca mà tướng đi kiểu như là mấy người cận vệ ấy. Chơi, đúng rồi, bắn nó, hay lắm. Giết nó luôn. Đúng rồi, giết nó luôn. Đứng VOS đứng đằng sau bắn tỉa à. Cũng nạn nhỉ. Đau nha, hãy xem ta đây. Lên trời. Vâng, lên trời không khí thôi. Cuốn luôn, cuốn luôn, cuốn luôn. Mình lên cái áo tràng thần da xong rồi tiếp tục mình sẽ lên cho nó cái giáp Gaia nha mọi người. Đó, giáp Gaia là nó sẽ được hồi máu. Khi mà bị sát thương trong vòng 8 giây nó sẽ hồi lại. Giết AD luôn, đúng rồi, giết AD luôn. Giết AD luôn. Húc nó. Húc nó nè, húc cho chết này. Crest đập luôn, phang luôn. Đúng rồi, hay lắm. Vậy là mình đã giết đối phương có 4 người luôn. Mà theo đối phương giết theo mình chỉ có một mình AD thôi. Ê, 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 tịt là đá quá đi. AD hiện tại đã là được tỷ số rất là lớn luôn, 0-5-4. Úi giời ơi, để mấy bạn Bạch Kim, mấy bạn đi AD thì khác gì gọi là giao chứng cho ác đúng không mọi người. Mình là mình chơi AD nhiều rồi, mình không muốn làm clip về AD nữa nên ra mình không chơi AD, mình đi trợ thủ chơi. Đấy, cho nó không thay đổi phong cách cho mình đi AD một cái tem bạn nát, nó lại cứ gọi là nát luôn. Đấy. Nó cứ gọi là nát bét thè nhè luôn đấy, nhưng mà mình không. Mình phải chổi hướng, đâm cho cái cuộc chơi nó trở nên hấp dẫn chứ, đúng không mọi người? Chứ nếu như mà mình đi AD thì nó lại quá đơn giản rồi đấy. À, đừng đừng bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, cho tôi xin con bùa xanh đi. Đậu phộng chứ nó có chừng trị. Ừ, chả làm được cái gì hết trơn. Đen. Cứ đánh đi, chưa chắc gì đã thua đâu mà mấy bạn chửi nhau sùm óm tỏ như thế. Căng thẳng quá vậy hả? Tịch là gỗ quá đi trời. Ăn con chim. Ăn con chim, ăn chim bổ chim. Vâng, chim Toro nó đang nhỏ, bây giờ ăn chim vô cho nó khổng lồ chơi. Á, à, giết nè. Hay lắm. Tại đây mình đang có kinh công nha. Rồi giáp gà đã lên được rồi. Tấn công, súp bà sôi nó. Hãy xem ta đây. Lên trời. Đấm nó, đấm nó. Mình sẽ bảo vệ bạn. Bạn khỏi phải lo. Húc nè. Trời ơi, Nagrotta bạn nó chạy kìa. Giết nó. Ôi, còn cái cấp cứu đây thế mà không giúp được ai hết. Ba đấu với ba, sợ gì bên kia bạn nào. Đâu rồi? Có Crest mà, thì bên kia đâu rồi ta, chạy đi đâu đây? Có Crest nè, đúng rồi, Nagrod bay vào, bạn ấy rất là thông minh, bạn ấy bay vào và bạn ấy mém chết. Hay quá bạn ơi, thật là tuyệt vời. Có cấp cứu ở đây mà sợ cái gì? Giờ thì hết cấp cứu ở đây nha. Vâng, Toro trở thành một vị tướng có cái số lượng máu gọi là tràn trề chứa chan như thế này. Mình nghĩ rằng thì đối phương bây giờ gặp mình mấy bạn cũng phải khiếp một phần. Á chà chà, á chà chà. Một phát lên trời này,
Hư nè. Ủa Toro, bạn Triệu Vân, mình bạn làm gì ở bên trong đấy? Hả? Bạn làm gì đấy? Cứu mình với. Ôi trời ơi, mớ người ta. Trời ơi, 3-4 người quánh mình, chết chết được đâu. Làm sao mà chết được cái chết hả? Ê. Nó đánh như thế thì ông nội tôi cũng phải chết chứ đừng nói là Toro. Vãi cả lều, nó đông quá, đông rồi. Hai người đánh không thể chết. Nhưng mà nó đông quá. Cái con đồ flash kia nó cũng xanh nữa. Xui. Thôi mình sẽ cho nó cái rìu Hyuga nha mọi người. Nên cái rìu này cho nó tăng máu. Cá kháng phép luôn, có giáp luôn, có máu luôn. Wow. Thực là cái món trang bị thịt rồi đã. Mấy bạn chờ chờ mình nha. Không chờ mình là không đánh được đâu. Trận đấu này đang diễn ra rất là căng thẳng và hấp dẫn. Sau khi mà đối phương phải sử dụng tới 3 người, 4 người đè mình đói oánh như con đẻ luôn thì mình mới chết. Chứ nếu pha đấy mà ít người solo 1v1 thì trời mình chấp cả tem mạ luôn. Đây nói thẳng một câu, Toro bây giờ mình 1v1 thì chấp cả tem mạ luôn. Không ai có thể là đối thủ được vì tướng Toro này. Kể cả Violet luôn, bắn chết luôn, đấm chết luôn. Đâu rồi, có ai đâu mà bạn thả cái chiêu thứ 2 vào trong đấy làm gì? Không có ai cho nó mình làm gì, đúng không? Trời ơi, sợ quá. Hay lắm, vâng, Triệu Văn, anh ta đang mang trụ. Và anh ta đã chết một cách cẩn ngơ, không thương tiếc. Hãy xem ta đây, uốn đây luôn, mình sẽ ulti vào đây. Chết nè, có cấp cứu đây mấy cậu ơi. Có cấp cứu đây, đánh luôn. Rồi vâng, Aletor đã chạy đường kia rồi, kêu gót phang nó. Phang nó luôn, đúng rồi, chơi nó. Đúng rồi, treo nát bắn đi bạn. Ủa, bạn bắn giống như là mũi đốt inox vậy. Chả thấy giọt máu nào nó thấm thía trên gương mặt em bạn vậy. Tôi kêu gót đánh đi đâu này. Nhưng mà ADT mình đánh yếu quá, đam chả có. Đúng rồi, bắn đi. Đúng rồi, bắn nó đi, đúng rồi. Hay lắm, một mạng dành cho ADT mình. Bạn ấy thật là tuyệt vời. Hư nè, chết nè. Tốc biến à, ôi trời, tốc biến thế. Cái gì đây, ôi dồi, nghĩ sao vậy hả? Làm gì? Mọi người biết bị tướng The Flash và tên bạn đang làm gì không? Đánh ai đây? Ui giời ơi, bạn đánh có mà đến Tết à? Thì kéo thêm một người nữa, chấp luôn. Chả thấm luôn ý, không vào máu. Triệu Vân sao bạn ngu vậy? Lắp não vào đi bạn. Ôi dồi ôi. Hồi nãy thì tới bạn Aletor với bạn treo nát. Bây giờ tới lượt bạn kêu góp, bạn chửi Triệu Vân. Tịch là đá. Đúng rồi, Triệu Vân về anh ơi. Về anh ơi, về đi anh ơi. Anh đến đấy thì anh không còn xác. Đó, thấy không? Ôi dồi, mình biết chứ. Mình biết bạn sẽ chết mà. Mình biết chứ. Siêu ngu. Vâng, một bạn nói chung là team mình toàn là những thành phần gọi là không não về siêu ngu. Rồi óc bò, óc trâu quá trời quá đất luôn. Quá tuyệt vời. Vâng, 27 rất là nhiều. Mày đánh hay sủa? Triệu Vân, bạn chat một câu rất là lợi hại. Giờ mày đánh hay mày sủa? Mày nói một câu thôi. Sủa thì tao để cho mặt đánh. Yeah. Bây giờ mày đánh hay mày sủa? Húc nè. Ôi, không ăn thua rồi. Giờ mày đánh hay mày sủa? Đấy, mày sủa thì cho để tôi đo, để tôi cho mày đánh nè. Thật là lợi hại quá đi. Một cái câu chat rất là lợi hại. Bạn ấy làm cho mình cảm thấy xao xuyến trong lòng. Cảm thấy sợ hãi vô cùng luôn. Rồi ôi, tem gì mà nó trẻ trâu đến mức độ mà nó chửi nhau vậy. Như là cái gì luôn. Chửi nhau hồi nãy thấy bạn treo nát với bạn Aletor chửi nhau nhiều quá. Bây giờ không thấy chửi nhau rồi. Giờ chuyển qua giữa Q-God và Triệu Vân. Vâng, bây giờ người ta đấu võ mồm là chính chứ không phải là sử dụng kỹ năng nữa rồi. Võ mồm thôi, chat bằng tay ấy, là chính. Đấy. Tại tem mình đang thua bên kia 8 mạng luôn cơ. Wow, hãy xem ta đây. Lên trời. Chà, phang nó đúng rồi. Phang nó. Úi trời ơi, thôi để bạn cứu cốt bạn quẩy đánh trên đi. Mình xuống giúp AD với cả Pháp Sư. Ha ha ha, có cấp cứu ở đây ngại gì. Úi dồi, cấp cứu rồi còn đâu. Ngon, hay lắm, Triệu Vân đã bị hạ gục. Đó, tem mạng cũng bị hạ gục luôn. Tuyệt vời. Ra đây, một mình, Toro cân hết. Chấp tem mạng luôn, chấp cả tem mạng luôn. Bơi hết vào đây mà kiếm chuối. Bơi vào đây, bây giờ đang rất là trâu rồi. Không việc gì phải ngại cả, hút cho chết này. Vâng, hỗ trợ tới 15 mạng mà đâu phải dạng vừa. Kiêu God đang quẻ ở đằng trong. Hay lắm, anh Kiêu God đang vẫn sống. Mình quyết định bay vào, sử dụng chốc cuối, hát tung tem mạng, lên chơi. Yeah, tịch đá quá đi.
Wow, trông như thế này mà sao đánh được? Đánh làm sao được? Đấm cho này, đấm này. Yeah, hư nè. Đấm cho này lên trời nè. Hello em. Trời ơi, em có thích sướng sướng không? Ơ, win à? Ui giời ơi, tưởng thua đấy. Thế mà cuối cùng vẫn win. Trời ơi, ngon. Mọi người thấy vị tứ tu đồ này nó trâu không? Em ơi, về cuối trận mình trang bị như vậy nó rất là trâu nhá. Khi mà lên được cái giáp EA cộng cây huyết giáp. À không, à đúng rồi, cái áo huyết giáp. Rất lợi hại. Đó là dành cho những vị tướng đấu sĩ đỡ đòn. Tuyệt vời luôn. Rất là hồi máu, rất là ghê. Ví dụ như những vị tướng như là Skull hay là Gret hay là Oma, Malok gì. Mấy bạn đang trang bị như vậy là rất là mạnh. Malok thì cũng không cần thiết đâu. Tại vì Malok nó có chiêu 2 không? Hồi giáp này nó kiểu thứ. Rồi, thì một trận đấu lật kèo rất là hay. Khi mà team mình có tới 4 vị tướng ăn rồi chửi nhau như chỉ. Quá đã. Ok, cảm ơn tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người xem vui nhá. Mình cũng xin dừng clip đây thôi. Mọi người thấy mình chơi Toro hay không? Ơi giời ơi, cũng bình thường. Mình ít chơi lắm, đâm ra không được hay cho lắm. Rồi, bye bye mọi người.